thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã chết và phai đã về. Cũng là một cái nhân duyên được biết thầy Dư Quang Châu đến Đức ở München Gladbach, thì hôm nay cũng cùng với các cô chú và anh chị đến đây để tham gia khóa học thập chỉ liên tâm, thì không có gì hơn là lời đầu tiên em xin thay mặt cho các cô chú anh chị ở đây gửi lời chân thành cảm ơn đến thầy Châu và các anh đã đến để phụ giúp thầy để chỉ cho các quý vị ở Nguyên Trần và các tỉnh lân cận để chữa bệnh. Thì chỉ còn có một ngày, hai ngày nữa là thầy không có ở đây nữa, thì thôi không có gì hơn là xin kính chúc thầy với cả các anh là luôn được mạnh khỏe và luôn đem những cái hạnh phúc và niềm vui để trao tặng cho tất cả mọi người. Thì xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và luôn luôn có những cái ý tưởng hay tốt để đưa cho mọi người, để chúng ta cùng nhau sống khỏe và sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Dạ, xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, kính thưa tất cả quý vị, trong cuộc sống của chúng ta thì quý vị cũng biết rồi, nhất là những người sống ở châu Âu thì cuộc sống luôn hối hả và luôn tất bật. Và để rồi đôi khi chúng ta quên lãng rằng là ôi hạnh phúc của tôi ở đâu, và luôn luôn đi tìm một hạnh phúc thật là xa vời. Và đến một lúc nào đó thì chúng ta cảm nghĩ rằng những tình yêu, những tình cảm và những hạnh phúc của chính mình không phải. Tại sao mà chính mình đã đánh mất nó? Để rồi những lúc chúng ta buồn, chúng ta nằm suy nghĩ lại những quá khứ, suy nghĩ lại những gì chúng ta đã đánh mất, để rồi chúng ta nhớ lại một thời ta đã yêu. Nhân tiện là thầy Châu và tất cả các anh em ở xa đến để giúp cho quý vị ở München Gladbach và các tỉnh lân cận học và chữa bệnh, thì xin kính tặng đến thầy Châu và quý vị nhạc phẩm Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Gọi mãi trong đêm trường.
xin thay mặt cho tất cả các cô các chú các anh chị ở đây cảm ơn thầy Châu rất nhiều. Cảm ơn. Cuộc sống luôn vội vã với bao việc lạ sống thiên hạ thay đổi một bước trên chuyện nhà đã trôi thật dài làm mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ vô tình đến bây giờ để nhớ một thời ta đã Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590502 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.